Trên địa bàn tỉnh có 16 nhà máy nước sạch nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn, trong đó có một nhà máy đã được bàn giao quản lý theo quy định. Còn lại 15 nhà máy hiện đang cho các công ty tư nhân quản lý, vì vậy chưa phát huy hiệu quả cũng như chưa thu hồi vốn. Các nhà máy nước sạch nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn có tổng mức đầu tư phần vốn nhà nước đã được quyết toán trên 100 tỷ đồng, chiếm 60% tổng mức đầu tư, còn lại là vốn địa phương và nhân dân đóng góp. Địa bàn phục vụ của các nhà máy này gồm 28 xã thị trấn và đã cung ứng cho gần 30% tỷ lệ sử dụng nước sạch nông thôn toàn tỉnh. Các cơ quan chức năng và các địa phương đã thực hiện kiểm tra rà soát 15 nhà máy nước sạch tập trung đầu tư bằng nguồn vốn chương trình. Qua quá trình kiểm tra rà soát, cơ bản, các nhà máy nước đều đang hoạt động sản xuất cung cấp nước sạch cho người dân, đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế về chất lượng nước sinh hoạt, đồng thời mở rộng mạng đường ống cấp nước sạch sang các khu vực lân cận theo đúng quy hoạch cấp nước đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Thực hiện theo Điều 8 của Nghị định 43 năm 2022 của Chính phủ về quản lý, vận hành tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch, trong đó quy định việc bán tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thực hiện theo hình thức đấu giá, theo quy định của pháp luật. Các ngành chức năng sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giao quản lý cho doanh nghiệp và thu hồi tài sản nhà nước theo nguyên giá quyết toán.